Ông Biden đã thúc đẩy khai thác dầu mỏ trong Hoa Kỳ. Chính quyền của Joe Biden đang kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua điều khoản toàn diện về việc kích hoạt sử dụng giấy phép khai thác dầu mỏ, với mục đích ngăn cản việc lãng phí các máy khoan dầu và khí đốt đang nằm im vô thời hạn. Ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông yêu cầu các nhà lập pháp thông qua luật để buộc các công ty phải bắt đầu sản xuất dầu và khí đốt trên các vùng đất liên bang của Mỹ đã được phê duyệt trước đó. Ông cũng lưu ý rằng, ngành công nghiệp dầu khí của Mỹ hiện có gần 9.000 giấy phép khai thác dầu chưa sử dụng nhưng đã được phê duyệt để sản xuất. Nhà Trắng cho biết, trong một tờ thông tin được công bố trước khi ông Biden có những phát biểu liên quan về việc này. Theo đó, các công ty đang sản xuất dầu mỏ từ đất thuê và các giếng hiện có sẽ không phải bị trả phí cao hơn. Tuy nhiên, những công ty nào tiếp tục ngồi im không có hành động gì thì sẽ phải lựa chọn bắt đầu sản xuất hoặc là phải trả tiền cho mỗi giếng khoan và diện tích đất mà không được sử dụng. Chính sách năng lượng của ông Biden thay đổi đáng kể, tiến gần hơn đến tuyên bố độc lập về năng lượng của ông Trump trước đó. Chính sách mới nhất của ông Biden đã thể hiện một sự thay đổi lớn so với các biện pháp và lập trường về năng lượng và khí hậu trước đây của chính ông. Thông báo này của ông Biden là một phần nỗ lực lớn trong chính quyền của ông nhằm xoa dịu nỗi đau tại các trạm xăng trên khắp nước Mỹ. Một số thành viên Đảng Dân chủ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch này, bao gồm cả chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Bà đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực này của ông Biden trong một cuộc họp báo gần đây. Đồng thời, bà cũng bảo vệ chính sách của ông Biden và nói rằng nó không ảnh hưởng với các biện pháp khí hậu của họ. Luật hiện hành của Mỹ đã gây ra áp lực buộc các công ty phải sử dụng các giếng dầu trước khi trả lại cho chính phủ liên bang. Nếu không, họ có nguy cơ tổn thất do tích trữ đất. Giải phóng trữ lượng dầu thô kỷ lục sẽ là bước đệm cho tăng trưởng sản xuất trong nước Hoa Kỳ. Trước đó, ông Biden đã ra lệnh giải phóng 1 triệu thùng dầu một ngày từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược trong 6 tháng tới, như là một phần của kế hoạch hạ giá xăng dầu. Đây là lần giải phóng trữ lượng dầu có quy mô lớn nhất kể từ khi Mỹ tạo ra kho dự trữ dầu vào năm 1974. Việc này không phải là lần đầu tiên ông Biden sử dụng quỹ dự trữ với tư cách là tổng thống. Vào mùa thu năm ngoái, chính phủ Mỹ đã cho phép giải phóng 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược vào tháng 11. Vào hồi tháng 3 vừa qua, Mỹ cũng đã giải phóng 30 triệu gallon cùng với các nước khác trong cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine.